Thưa quý vị và các bạn, phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Trà Vinh, ngoài chức năng nhiệm vụ chữa cháy, còn có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra hoạt động phòng cháy, tuyên truyền tập huấn nghiệp vụ, huấn luyện chuyên môn, phổ biến pháp luật phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn xây dựng phong trào toàn dân tham gia hoạt động phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trong chuyên đề phòng cháy an toàn cho mọi nhà ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự. Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quyết tâm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ trong năm 2021. Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Trà Vinh trong năm 2020 đã triển khai đồng bộ và quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ chuyên môn như tuyên truyền vận động quần chúng tham gia phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, xử lý vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy, tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn, lập kế hoạch và tổ chức thực tập phương án chữa cháy để hạn chế số vụ cháy và thiệt hại về người tài sản do cháy gây ra, nhằm tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và đề cao trách nhiệm của toàn dân đối với hoạt động phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, bảo vệ tính mạng sức khỏe con người, bảo vệ tài sản của nhà nước, tổ chức và cá nhân, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội. Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Trà Vinh từ đầu năm đến nay với quyết tâm nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong năm qua, Đảng ủy, Ban lãnh đạo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai đồng bộ các cái biện pháp nghiệp vụ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn toàn tỉnh, đạt được nhiều cái kết quả quan trọng, là chủ động tham mưu cho ban đốc phối hợp với các sở ban ngành, đoàn thể địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy cháy trên địa bàn tỉnh. Từ đó, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong cán bộ, công nhân viên và nhân dân được nâng lên. Công tác xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ được chú trọng phát triển cả về số lượng và cái chất lượng. Thì thông qua các công tác hướng dẫn, kiểm tra phòng cháy cháy đã kịp thời củng cố và chấn chỉnh cái lực lượng dân phòng và lực lượng phòng cháy cháy cơ sở và lực lượng phòng cháy cháy chuyên ngành, đảm bảo trực xử lý kịp thời hiệu quả các cái tình huống cháy nổ mới phát sinh. Trong năm qua là có hơn 60% là số vụ cháy xảy ra được lực lượng này phát hiện và dập tắt kịp thời, không để cháy xảy ra, cháy lan rồi cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng. Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong năm qua đã tổ chức 42 lớp tập huấn, huấn luyện kỹ năng, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho nhiều cán bộ, đội viên, đội dân phòng, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở ở nhiều đơn vị, có trên 3.000 lượt người tham dự, củng cố 858 đội phòng cháy chữa cháy cơ sở với 11.039 đội viên, hướng dẫn nghiệp vụ chữa cháy, cứu người, cứu tài sản cho lực lượng phòng cháy chữa cháy ở cơ sở, có nhiều thành phần tham gia diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ với các nội dung là tuyên truyền kiến thức pháp luật, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phương pháp tuyên truyền và xây dựng phong trào quần chúng tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, biện pháp phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cách xây dựng và thực tập phương án chữa cháy, biện pháp, chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy, phương pháp bảo quản và sử dụng các phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phương pháp kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, mở 11 lớp tập huấn kỹ năng thoát hiểm, có gần 2.000 người tham dự, củng cố chấn chỉnh 172 đội phòng cháy chữa cháy cơ sở và dân phòng với trên 3.000 đội viên đi vào hoạt động nề nếp, đảm bảo thường trực tại các cơ quan, doanh nghiệp địa phương. Về công tác chữa cháy, xây dựng mới và bổ sung 17 phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phối hợp với các cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy nổ cao, tổ chức thực tập 45 phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ có phối hợp nhiều lực lượng cùng tham gia. Từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 6 vụ cháy. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ xuất 20 lượt xe cứu chữa cháy chuyên nghiệp, dùng nhiều máy bơm và 166 lượt cán bộ cơ sở trực tiếp tham gia chữa cháy, kịp thời hiệu quả cao. Bảo vệ an toàn khối tài sản lớn của nhân dân trị giá hàng trăm tỷ đồng, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Ban giám đốc Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện thị biểu dương khen thưởng. Trong tháng qua, đoàn kiểm tra các cơ sở sản xuất, kho hàng hóa trong khu công nghiệp và khu dân cư, nhìn chung chủ các cơ sở có quan tâm chỉ đạo đến công tác phòng cháy chữa cháy. Phân công các bộ phận chuyên trách công tác này thường xuyên nhắc nhở để thực hiện tốt, xây dựng hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy chữa cháy, hồ sơ thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của nhà xưởng. Tuy nhiên còn một số hạn chế như hàng hóa bố trí không chừa lối đi theo đúng khoảng cách quy định, các ổ cắm điện đã xuống cấp, bố trí hàng hóa gần kề chưa được tập huấn kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
hệ thống thu lôi chống sét, hệ thống báo cháy tự động cần được lắp đặt và thường xuyên kiểm tra định kỳ. Đoàn đến kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy trong thi công xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh ở phường 7, thành phố Trà Vinh. Với diện tích xây dựng 16.100m2 với 9 tầng, thời gian thực hiện dự án từ năm 2019 đến năm 2021. Chủ đầu tư là Sở Y tế tỉnh Trà Vinh, Ủy thác quản lý dự án, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Trà Vinh. Tư vấn thiết kế là công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế và xây dựng không gian xanh. Công trình được đầu tư xây dựng toàn bộ hệ thống phòng cháy chữa cháy với giá trị trên 900 tỷ đồng. Trong đó bao gồm đường thoát nạn, cầu thang bộ thoát hiểm, hệ thống thông gió, hệ thống chữa cháy cấp nước, bể chứa nước và nhiều hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động được trang bị theo công nghệ hiện đại, phù hợp với tiêu chuẩn trong điều luật phòng cháy chữa cháy. Tiến độ thi công xây dựng công trình đạt 60% cho tất cả hạng mục của công trình, trong đó hạng mục phòng cháy chữa cháy đạt 70%, đảm bảo đúng theo luật phòng cháy chữa cháy. Đoàn nhắc nhở trong thời gian tới còn 30% hạng mục phòng cháy chữa cháy là rất quan trọng, cần thực hiện tốt, thi công lắp đặt đúng theo quy định luật phòng cháy chữa cháy để nghiệm thu, đưa vào sử dụng, an toàn, hiệu quả cao. Đã hoàn thành được hệ thống lắp đặt, hệ thống cấp nước cho các hạng mục, hệ thống hồ chứa nước chữa cháy 600m3 và các hạng phụ trợ đi kèm như hệ thống bãi tiếp địa, hệ thống chống sét và tất cả các thiết bị cơ bản đã lắp đặt được từ tầng 5 cho tới tầng 9. Còn lại đang thi công kéo dây và lắp đặt các thiết bị từ tầng 1 cho tới tầng 4. Thì tổng thể công trình cho đến nay là thi công những chất lượng bảo đảm theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế được duyệt và tất cả những phát sinh điều chỉnh thay đổi thiết kế hạng mục phòng cháy chữa cháy đã được chủ đầu tư và ban quản lý dự án trao đổi tham mưu và thống nhất với đơn vị phòng cháy chữa cháy và có văn bản chấp thuận của phòng cháy chữa cháy về những hạng mục về thay đổi. Các phương tiện phòng cháy chữa cháy phù hợp với quy mô, đặc điểm công trường, việc bố trí các nguyên vật liệu có nguy hiểm cháy tại khu vực thi công, bảo đảm an toàn đối với việc hàn, các kim loại và hệ thống cung cấp điện cho việc thi công xây dựng để việc tổ chức thi công theo đúng thiết kế đã được thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy. Các đơn vị đầu tư xây dựng phải tôn trọng nguyên tắc xây dựng công trình là đúng thiết kế bản vẽ, trong đó chú trọng hệ thống phòng cháy chữa cháy. Từ đó mới được nghiệm thu và bàn giao. Khi đã nghiệm thu bàn giao các hạng mục phòng cháy chữa cháy phải hoàn chỉnh an toàn. Các công trình xây dựng chủ đầu tư cần phải thực hiện tốt chế độ nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy đúng theo quy định của luật phòng cháy chữa cháy nhằm đem đến sự an toàn tính mạng và tài sản trong thời gian sử dụng sau này. Thì trong cái thời gian tới là tốc độ cái đô thị hóa trên địa bàn tỉnh là tiếp tục diễn ra. Nhiều khu đô thị và khu dân cư sẽ được hình thành, các cái dự án mở rộng và thành lập mới nhiều khu cụm công nghiệp rồi tiểu thủ công nghiệp đã và đang triển khai, rồi các cái hoạt động kinh tế văn hóa du lịch vân vân ngày càng phát triển. Mặt khác, do cái nhu cầu sử dụng điện rồi nhiên liệu rồi vật tư hàng hóa có nguy cơ cháy nổ cao trong nhân dân ngày càng nhiều, cùng với cái những cái diễn biến thời tiết phức tạp, nhất là nóng nắng kéo dài sẽ là những cái yếu tố tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ ngày càng diễn biến phức tạp. Thì trước tình hình trên, Đảng ủy, Ban lãnh đạo phòng Cảnh sát phòng cháy cháy và Cứu nạn Cứu hộ sẽ tập trung và chỉ đạo triển khai một số cái công tác trọng tâm là chủ động phối hợp với các cấp, các ngành và đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ, rồi tổ chức tập huấn, huấn luyện về nghiệp vụ phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ cho đội dân phòng, đội cháy cháy cơ sở và đội cháy cháy chuyên ngành, là người làm việc trong cái môi trường nguy hiểm về cháy nổ, và hướng dẫn cái trách nhiệm thực hiện công tác phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh, và triển khai thực hiện tốt cái công tác điều tra cơ bản về phòng cháy cháy theo lĩnh vực, rồi địa bàn, rồi khu vực trọng điểm về phòng cháy cháy, rồi tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các chuyên ngành, chuyên đề về phòng cháy cháy theo quy định. Đồng thời cương quyết xử lý nghiêm các cái trường hợp vi phạm không đảm bảo an toàn về phòng cháy cháy. Hy vọng rằng trong thời gian tới, với công tác tập huấn, kiểm tra, nhắc nhở cũng như xử phạt theo quy định của nhà nước, mọi người dân sẽ am hiểu và ý thức hơn trong việc chấp hành luật phòng cháy chữa cháy, góp phần bảo vệ tài sản và tính mạng của nhân dân.
Đến đây chúng tôi xin được khép lại chương đề phòng cháy an toàn cho mọi nhà của Đài Truyền hình Trà Vinh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.